ba chế độ nước, chế độ vàng là nước acid là hai nước này, đây là hai nước này là màu chế độ này, còn chế độ ở giữa với trung tính là nước này, còn ở trên này có bốn chế độ là 2, 3, 4 là màu của cái chế độ này, nó có ba chế độ nước acid này, nước trung tính này, nước chiều này. Thì đây là cái quầy ra nữa.